chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta khi thời gian đang thay đổi nhanh chóng điều quan trọng là chúng ta phải biết cách sống hòa hợp với vũ trụ nhiều người cảm thấy mệt mỏi vì chiến đấu và muốn hòa hợp với người khác và với thiên nhiên trong chủ đề của video lần này quốc anh chia sẻ với tất cả các bạn những cách cụ thể để giúp chúng ta có thể sống hòa hợp với vũ trụ khi chúng ta nắm vững cách sống hòa hợp với trái đất và với nhau chúng ta sẽ hạnh phúc hơn và bình yên hơn thứ nhất làm sạch sâu để hạnh phúc làm sạch bản thân và môi trường xung quanh bạn có thể là một cách vi mô để sống hài hòa với vũ trụ khi chúng ta nhìn vào chính tâm vũ trụ của mình chúng ta tìm thấy mặt trời có kích thước giống như một quả bóng rổ so với các hành tinh có kích thước bằng hạt đậu quay xung quanh nó nó rất lớn so với trái đất rõ ràng là chúng ta nên nhìn vào các phẩm chất của mặt trời trước hết và quan trọng nhất khi chúng ta muốn sống hòa hợp với vũ trụ ánh sáng mặt trời giúp làm sạch không khí và có đặc tính kháng khuẩn mặt trời có tính chất sát trùng ánh sáng tự nhiên từ mặt trời có chất lượng tích hợp giúp làm sạch và tinh khiết nhiều bề mặt mà nó chiếu vào khi chúng ta làm sạch môi trường xung quanh chúng ta đang nắm bắt được chất lượng tích cực của mặt trời trong thời đại ngày nay mọi người ngày càng tốt hơn trong việc làm sạch bề mặt khử trùng và thực hành vệ sinh tốt. Điều thứ hai, chúng ta có thể làm vườn để giảm căng thẳng. Ở cấp độ thực tế, trong một khu vườn là một cách tuyệt vời để sống hòa hợp với vũ trụ. Đấm mình với cây xanh và môi trường oxy cao có thể giúp kết nối bạn với cội nguồn của hành tinh quay quanh mặt trời một cách trung thực. Có rất nhiều lợi ích tăng cường sức khỏe từ việc làm vườn. Chúng ta biết rằng, khỏe mạnh là phù hợp với một vũ trụ hài hòa. Khi mạng xã hội ngày càng trở thành nơi để tranh luận, ghen tị và chỉ trích, điều gì sẽ đóng vai trò là một nền tảng hỗ trợ để bạn bè kết nối và chia sẻ? Nó trở nên mất kiểm soát đối với nhiều người. Một cách để sống hòa hợp hơn với vũ trụ là lịch sự trên phương tiện truyền thông xã hội. Nếu bạn không thể nói bất cứ điều gì tốt đẹp Thì đừng nói gì cả Lời nói có thể gây sát thương Các cuộc tranh luận trên mạng xã hội Thường trở nên sôi nổi và nặng lời Tất cả chúng ta đều đã thấy nó Sống hòa hợp với vũ trụ không phải là để chán nản và nản lòng Rất nhiều bản nhạc ngoài kia khiến mọi người cuối cùng cảm thấy buồn, hoài nghi, tức giận khao khát hoặc chán nản sau khi nghe. Âm nhạc có sức mạnh thay đổi cảm xúc và tình cảm. Nếu bạn hỏi bất kỳ người nào trên phố xem họ muốn cảm thấy vui hay buồn thì 99% là hầu hết mọi người sẽ nói rằng họ muốn cảm thấy hạnh phúc. Nếu chúng ta muốn kiểm soát trạng thái cảm xúc của mình, chọn nhạc nâng cao tinh thần sẽ giúp bạn lan tỏa năng lượng tích cực xung quanh bạn một cách lâu dài nếu bạn cảm thấy hạnh phúc những người khác sẽ tiếp nhận điều đó và rung cảm của bạn sẽ lan tỏa đến họ chúng ta phục vụ tốt cho bản thân và cho người khác bằng cách kiểm soát trạng thái cảm xúc của mình bằng âm nhạc tích cực và nâng cao tinh thần để sống hòa hợp với vũ trụ chúng ta cần tuân thủ các quy tắc tại nơi làm việc tất cả chúng ta đều biết Đôi khi thật khó để tuân theo tất cả các quy tắc tại nơi làm việc 100% thời gian. Nhưng khi nhìn vào trật tự, quy luật và các quy tắc chính xác của vũ trụ, chúng ta thấy rằng chúng ta sống hòa hợp với nhau hơn khi chúng ta cũng tuân theo một cấu trúc hỗ trợ trật tự. Các quy tắc ở đó vì lợi ích của trật tự và sự hiểu biết. Chúng không được tạo ra nhằm mục đích trừng phạt hoặc gây khó chịu cho bất kỳ ai. Mặc dù đôi khi có vẻ như vậy, hòa bình và hài hòa ở nơi làm việc là chìa khóa thành công. Nếu không có quy tắc, phòng vệ sinh tại nơi làm việc sẽ trở nên bẩn thỉu, khách hàng sẽ thất vọng, công việc sẽ bị bỏ dở và công nhân sẽ chiến đấu vì không có gì để phân định ai đúng ai sai. Chúng ta đừng bao giờ làm việc cho bất kỳ ai đặt ra những quy tắc vô lý. Nếu vậy, bạn nên rời khỏi công việc ngay lập tức nhưng nếu bạn thường đồng ý với các quy tắc và thấy rằng các quy tắc đó là vì lợi ích cao nhất và để thúc đẩy trật tự thì tốt nhất chúng ta nên tuân theo các quy tắc đó vì mục tiêu hòa hợp chúng ta cũng cần tiếp tục học hỏi và phát triển kiến thức bạn có biết vũ trụ không ngừng mở rộng hay không nếu chúng ta muốn sống hòa hợp với vũ trụ chúng ta cũng có thể tiếp tục mở rộng khả năng tinh thần của mình bằng cách đắm mình trong những cuốn sách kiến thức và kỹ năng mới chúng ta có thể học bằng cách xem video trực tuyến miễn phí hoặc chỉ bằng cách lướt qua một số bài báo thông tin trên internet có rất nhiều thông tin miễn phí trên mạng và chúng ta cũng cần giữ cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh vũ trụ hỗ trợ cuộc sống và sức khỏe cho hành tinh của chúng ta khi chúng ta hỗ trợ cuộc sống và sức khỏe cho bản thân chúng ta sống hòa hợp hơn với vũ trụ chúng ta khỏe mạnh hơn khi chúng ta chăm sóc cơ thể của mình điều quan trọng là phải ăn đúng cách nhận chăm sóc y tế thích hợp duy trì cân nặng hợp lý xây dựng sức bền luôn linh hoạt ngày nay có rất nhiều thông tin miễn phí trên mạng trong một vũ trụ phụ thuộc vào nhiều thành phần khác nhau để tạo ra toàn bộ hệ thống vì vậy chúng ta phải học cách làm việc cùng nhau như nhân loại để thiết lập lại sự hài hòa thay vì nghĩ rằng thế giới chỉ xoay quanh một người và bản ngã của họ tốt nhất là khi chúng ta tập hợp nhiều tâm trí lại với nhau để tạo ra một tư duy cao hơn và quan điểm thống nhất hai tâm trí thường mạnh mẽ hơn là một khi chúng ta dành thời gian để hiểu thực sự quan điểm của người khác chúng ta có thể ra khỏi chiếc hộp nhỏ bé của mình và có được quan điểm trưởng thành hơn cộng tác lành mạnh tranh luận mang tính xây dựng chia sẻ ý tưởng và xây dựng dựa trên thành công của nhau là những cách hiệu quả để sống hòa hợp với vũ trụ một trong những cách tốt nhất để sống hòa hợp với vũ trụ là yêu thương nhau trong một thế giới tràn ngập sự chia rẽ chỉ trích và cạnh tranh tình yêu không cần phải gây phiền nhiễu giả tạo hay quá mức đôi khi nó chỉ là mở cửa cho ai đó hay mỉm cười với một người mà bạn biết đang cô đơn có bao nhiêu loại tình yêu tình yêu có thể có nhiều hình thức thương hại lòng tốt chu đáo khiêm tốn sự khuyến khích sự tôn trọng sự hy sinh hào phóng kiên nhẫn sự điềm tĩnh lòng tin sự bảo vệ sự tha thứ cứu giúp khen ngợi sự thật tình cảm học kỹ năng giao tiếp hiệu quả sống hài hòa với vũ trụ bao gồm học các kỹ năng giao tiếp hiệu quả điều quan trọng là chúng ta phải học cách thể hiện bản thân vào đúng thời điểm và đúng cách nếu không có sự giao tiếp hài hòa chúng ta tạo ra nhiều sự chia rẽ lẫn nhau hãy nhớ rằng giao tiếp tốt bao gồm lắng nghe và nói nhiều người tin rằng giao tiếp có nghĩa là đối thoại một chiều giao tiếp tốt là thực sự lắng nghe những gì đối phương đang nói và xem xét nó một cách cẩn thận không ai thích một người nói quá nhiều một cách để sống hòa hợp với vũ trụ là nuôi dưỡng sức khỏe cảm xúc của bạn nếu bạn gặp khó khăn trong lĩnh vực này bạn có thể hài lòng khi khám phá ra sự nhẹ nhõm mà một số hướng dẫn chuyên nghiệp có thể cung cấp chăm sóc sức khỏe tinh thần và cảm xúc của một người đã trở nên phổ biến và cần thiết như chăm sóc sức khỏe thể chất của một người ngày nay đó là một lựa chọn khôn ngoan và được tôn trọng khi hạnh phúc hơn chúng ta được trang bị tốt hơn để giúp đỡ và phục vụ những người đang đau khổ nếu chúng ta khốn khổ chúng ta sẽ ít có động lực để giúp đỡ người khác vũ trụ chảy trong một trật tự hoàn hảo với một nhịp điệu cụ thể trong thời gian và không gian dòng chảy này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc duy trì cấu trúc và trật tự trong cuộc sống của chính chúng ta nếu không có trật tự chính xác vũ trụ như chúng ta biết sẽ tan rã và chúng ta cũng vậy kỷ luật là lựa chọn giữa những gì bạn muốn bây giờ và những gì bạn muốn nhất. Việc phát triển tính tự giác có thể được thực hiện từ từ theo thời gian. Một bước nhỏ đi đạt được mục tiêu của bạn mỗi ngày sẽ đi một chặng đường dài. Kỷ luật tự giác mang lại cho chúng ta những phần thưởng lớn về lâu dài. Nó rèn luyện tính cách của chúng ta, củng cố ý chí của chúng ta và cho chúng ta sức mạnh để chúng ta sống hài hòa với nhau và với vũ trụ hãy tìm một phương pháp thực hành tâm linh phù hợp với bạn thực hành tâm linh có thể có lợi cho sức khỏe tâm trạng tuổi thọ và hạnh phúc tổng thể của một người nếu chúng ta muốn hòa hợp với vũ trụ việc thực hành tâm linh sẽ giúp ích rất nhiều nó liên quan đến việc kích hoạt và xóa bỏ các cảnh giới vô hình của ý thức đó là một lực lượng thực sự một số người gọi là đấng thiêng liêng một số người gọi là vũ trụ dù được gọi là gì nó là có thật thực hành tâm linh có thể có nhiều hình thức như là thiền định cầu nguyện tôn giáo yoga từ thiện hành động tử tế nghiên cứu các văn bản tâm linh tình nguyện vì một mục đích tốt tham gia vào âm nhạc tâm linh thực hành hít thở sâu làm sạch và thanh lọc cơ thể khai thác khái niệm này hàng ngày có thể là phần thưởng ở một mức độ mà bạn không bao giờ nghĩ là có thể lợi ích của việc thực hành tâm linh nó có thể biến đổi và cải thiện các mối quan hệ nó có thể mang lại niềm vui cho cuộc sống của một người nó có thể thúc đẩy sức khỏe tốt nó có thể khôi phục hòa bình bây giờ ai lại không muốn những thứ đó vũ trụ chứa đầy năng lượng và sức mạnh nếu chúng ta sống hài hòa với những lực lượng này chúng ta thấy mình đang rèn luyện tính quyết đoán khi thích hợp tính quyết đoán là đứng lên cho những gì đúng đắn ngay cả khi điều đó khó khăn đó là có can đảm để làm những gì đúng khi đối mặt với khó khăn làm đúng có nghĩa là không ai bị thương mọi người sử dụng bộ não của họ để suy luận thay vì bạo lực các hành động được thực hiện để khôi phục hòa bình cả hai bên của câu chuyện đều được cân nhắc và thảo luận một cách chu đáo với mục tiêu đi đến một thỏa thuận chung một thỏa hiệp hòa bình được thực hiện thước đo cuối cùng của một người không phải là nơi người đó đứng trong những giây phút thoải mái và thuận tiện mà là nơi người đó đứng vào những lúc thử thách và tranh cãi tính quyết đoán là sử dụng sức mạnh với trí thông minh lòng trắc ẩn và sự sáng suốt vì công lý và hòa bình chúng ta sống hòa hợp với vũ trụ khi các nhà lãnh đạo của chúng ta đặt ra các quy tắc hợp lý đặt lợi ích của nhân loại lên trên lợi ích cá nhân bạn phải luôn nhớ rằng để dẫn đầu trước tiên người ta phải học cách làm theo nếu được chỉ định lãnh đạo bất kỳ nhóm nào mà chúng ta thấy mình đang ở trong đó chúng ta nên nắm lấy nó với trách nhiệm cao cả và lòng trắc ẩn đối với tất cả mọi người tham gia nếu có người khác có thể hoàn thành công việc tốt hơn thì bằng mọi cách người đủ năng lực nhất sẽ ngồi vào vị trí đó và chúng ta nên từ chức bản ngã không bao giờ được ưu tiên phục vụ người khác khi ở vị trí lãnh đạo được cống hiến cho nhau và cho một mục đích cao hơn để sống hòa hợp với vũ trụ chúng ta tìm thấy thành công khi chúng ta thực hành sự tận tâm với nhau vì hòa bình cuộc sống và thống nhất là một người mẹ hết lòng vì đứa con của mình chúng ta có thể hết lòng vì nhau vì cuộc sống trong một thế giới mà các mối quan hệ liên tục bị cắt đứt và phá hủy vì lợi ích bản thân chúng ta mất kết nối với một mục đích cao cả hơn gắn kết tất cả chúng ta khi chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn và thử thách vì mục tiêu cao hơn chúng ta đạt được thành công cho toàn bộ thay vì cho từng cá nhân điều đó cung cấp cho chúng ta một kết quả lâu dài hơn hỗ trợ sự hài hòa trong vũ trụ việc thực hành sự tận tâm cho mục đích cao cả hơn mang lại nhiều sức mạnh và sự hài hòa hơn cho nhân loại cũng như vũ trụ càng sớm chia rẽ và chia rẽ thành nhiều phần tư lợi quyền lực của chúng ta giảm đi và đau khổ tăng lên vũ trụ được tổ chức cực kỳ chặt chẽ nó chạy trên các tính toán nghiêm ngặt và tuân theo các mùa, mô hình và chuyển động của hành tinh theo chu kỳ, theo thứ tự chính xác. Vũ trụ không cẩu thả hay lười biếng. Vũ trụ nghiêm ngặt và hoạt động một cách ổn định và có thể dự đoán được. Nếu chúng ta muốn sống hòa hợp với vũ trụ, chúng ta cũng nên có tổ chức, kịp thời và đáng tin cậy. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách sắp xếp cuộc sống cá nhân của mình, một số lĩnh vực cơ bản để tổ chức là nhà của bạn không gian văn phòng của bạn lịch trình của bạn những người bạn của bạn thói quen ăn uống của bạn thời gian của bạn dành cho việc thực hành tâm linh hàng ngày sử dụng lịch hoặc bản kế hoạch hàng tuần có thể giúp bạn sắp xếp công việc một cách lâu dài nó giúp giảm bớt sự lộn xộn về tinh thần và thể chất để lại chỗ cho sự bình yên trôi chảy và hài hòa hơn trong cuộc sống của bạn biến ngôi nhà của bạn thành một nơi thoải mái. Vì chúng ta dành rất nhiều thời gian ở đó, tại sao không có nó trong một môi trường thoải mái và dễ chịu nhất có thể? Mỗi người là một phần quan trọng của vũ trụ. Nếu mọi người sống trong một ngôi nhà bừa bộn, bẩn thỉu với đầy đồ ăn vật, điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến trạng thái tinh thần của họ về lâu dài. Nếu một số lượng lớn người làm như vậy, họ có khả năng tập thể phát ra một rung cảm u ám cho thế giới theo cách này hay cách khác hòa bình bắt đầu ở nhà và bên trong nếu bạn nhìn thấy thứ gì đó trong nhà khiến bạn có suy nghĩ tiêu cực đó là lúc bạn biết đã đến lúc phải làm điều gì đó để giải quyết vấn đề đó sau đây là hướng dẫn bắt đầu nhanh chóng để giúp ngôi nhà của bạn trở nên thoải mái hơn Hãy đóng gói những thứ bạn không còn cần đến hoặc không sử dụng nữa và tặng chúng. Giặt tất cả quần áo của bạn và cất nó đi. Làm sạch mọi thứ và hút bụi. Giữ trữ thực phẩm lành mạnh. Đầu tư vào giường cao cấp tự nhiên. Mua một cái gì đó cho ngôi nhà của bạn mà làm cho bạn cảm thấy tốt. Làm sạch khu vực tắm rửa của bạn và bạn có thể sử dụng các sản phẩm tự nhiên sống hài hòa với vũ trụ là tất cả nhằm phục vụ lẫn nhau bằng cách này hay cách khác con người mạnh mẽ hơn về số lượng không phải mọi tổ chức đều phù hợp với mọi cá nhân điều quan trọng là chọn một nhóm phù hợp với bạn có nhiều loại hoạt động nhóm khác nhau mà bạn có thể tham gia nuôi dưỡng những người vô gia cư hoặc những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhóm yoga và tiền định cứu hộ và hỗ trợ động vật thăm hỏi giúp đỡ người già người ốm đau tham gia vào những hoạt động của tôn giáo địa phương hỗ trợ những người đang hồi phục sau cơn nghiện các chuyến công tác cứu trợ các vùng nghèo đói điều quan trọng là trách nhiệm giải trình tính minh bạch trung thực và giao tiếp lẫn nhau đóng vai trò là các đặc điểm cơ bản trong nhóm bất kỳ tổ chức nào cố gắng kiểm soát và thao túng cá nhân thường không phải là tổ chức phù hợp nhất luôn làm theo cảm giác ruột của bạn khi chúng ta phục vụ người khác chúng ta quên đi bản thân mình và trải nghiệm niềm vui nhờ lợi ích của họ để sống hòa hợp với vũ trụ sẽ dễ dàng hơn nhiều khi chúng ta đơn giản hóa cuộc sống của mình khi tâm trí của chúng ta bị cuốn vào quá nhiều công việc lịch trình và sự lộn xộn sự chú ý của chúng ta sẽ bị phân tán khiến chúng ta kiệt sức càng đơn giản càng đẹp càng tốt đó là một nghệ thuật tuyệt vời để học cách buông bỏ khi chúng ta học cách chỉ sống với những thứ thực sự phục vụ và mang lại lợi ích cho chúng ta chúng ta sẽ hạnh phúc hơn và sáng suốt hơn loại bỏ năng lượng cũ có thể được giải phóng nắm lấy sự thay đổi chúng ta sống hòa hợp hơn với vũ trụ khi chúng ta đón nhận sự thay đổi thực tế khi thấy rằng không có gì trên hành tinh này tồn tại mãi mãi giữ chặt quá khứ hoặc mong đợi mọi thứ luôn như cũ là không hợp lý khi chúng ta mở lòng đón nhận dòng thay đổi luôn biến động chúng ta có thể vượt lên trên dòng chảy thay vì chìm đắm thật khó để chúng ta tiến về phía trước khi chúng ta bị tập trung vào quá khứ hoặc những thứ không còn hoạt động nữa bị mắc kẹt trong một con đường mòn thu hút năng lượng tiêu cực và cuối cùng sẽ được giải quyết chúng ta thấy rằng chu kỳ của tự nhiên lặp đi lặp lại hàng năm qua bốn mùa chúng ta không thể mong đợi một bụi cây có thể ra hoa quanh năm nó phải trải qua một quá trình thay đổi liên tục chúng ta nhẹ nhàng hơn và mạnh mẽ hơn khi đón nhận sự thay đổi đi theo dòng chảy làm thế nào chúng ta có thể sống trong sự hài hòa chúng ta sống hòa thuận khi tiếp cận nhau với tư tưởng thống nhất trái ngược với tư duy chia rẽ đó là việc có thể xem xét các quan điểm khác mà không cần phân biệt và phán xét mọi ý kiến và quan điểm đều là chân lý đối với cá nhân đó chìa khóa là luôn trình bày các sự kiện chắc chắn có thể được chứng minh để đi đến một thỏa hiệp hoặc thỏa thuận tốt nhất bạn không nên đưa ra quyết định theo cảm tính trừ khi thực tế có thể ủng hộ chúng điều này khiến mọi người đi đến kết luận dựa trên cảm giác thay vì bằng chứng vật lý trong thế giới thực. Các quyết định dựa trên sự thật tốt hơn các quyết định dựa trên cảm tính khi muốn sống hòa hợp với những người khác. Tất cả chúng ta đang chia sẻ cùng một hành tinh. Tốt nhất là chúng ta có thể học cách hòa thuận và hòa hợp với nhau. Hận thù chia sẻ, tình yêu và sự tôn trọng thống nhất. Nếu chúng ta muốn biết cách sống hài hòa với vũ trụ, chúng ta sẽ làm tốt hơn khi chúng ta học cách thống nhất trong suy nghĩ của mình trái ngược với sự chia rẽ khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta cùng nhau làm việc này bất chấp sự khác biệt của chúng ta cuối cùng chúng ta sẽ đạt được thành công lớn hơn và hạnh phúc nói chung bảy hành động sau đây giúp chúng ta sống hòa hợp hơn với vũ trụ tư duy thống nhất yêu thương nhau giao tiếp tôn trọng giúp đỡ và nuôi dưỡng lẫn nhau đảm bảo công lý tiếp tục học hỏi và phát triển hãy chăm sóc cơ thể của bạn làm thế nào để bạn sống hài hòa với chính mình khi chúng ta thực hành bảy hành động trên chúng ta bắt đầu nhận thấy rằng sự bình an trong nội tâm của chúng ta được mở rộng ra rất nhiều khi chúng ta tiếp cận và xem xét người khác chúng ta sẽ giúp đỡ chính mình về lâu dài đối với mọi hành động có một phản ứng bình đẳng và ngược lại khi chúng ta giúp đỡ người khác chúng ta đang giúp chính mình khi chúng ta giúp đỡ người khác chúng ta đang sống hòa hợp hơn với vũ trụ nếu chúng ta có thể phóng tầm mắt ra và nhìn mình như một con người trái ngược với bản thân chúng ta chúng ta có thể nhìn thấy khía cạnh phổ quát của bản thân không phải khía cạnh hành tinh tình yêu là sức mạnh gắn kết chúng ta lại với nhau hận thù là sức mạnh chia sẻ sự căm ghét đang nhanh chóng trở nên lỗi thời trong thế giới ngày nay chúng ta thấy nó phá hủy và tạo ra đau khổ như thế nào trong một thế giới vốn đã bị phá vỡ sẽ không có ý nghĩa gì nếu bạn tiếp tục phá vỡ nó thêm nữa thực hành lòng khoan dung trước tình yêu sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta có thể bắt đầu từ đó chúng ta sẽ làm tốt hơn bao dung là một hình thức nhẹ nhàng hơn của tình yêu đã đến lúc bạn bắt đầu lại hay chưa? Các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh đã đính kèm bên dưới mỗi video. Ngoài ra các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.